ta còn yêu, đẹp như bức tranh mời điểm màu. Phải nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội. Nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành. Sao lại để sai trái dẫn nỗi đau thương hòa vào mất mát. Khiếm như nhau một chút, chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn ở lại. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn. Dạ em tới rồi, chị xuống nhận hàng giùm em nha. Dạ dạ. Dạ của chị nè chị. Dạ bao nhiêu ạ? Dạ 100.000 ạ. Dạ đây ạ. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ. Chị nhớ đến hôm sau cho em nha. Ok. Dạ. Có gì thì gọi cho em nha. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Chào con. Dạ, chào cô. Sao hôm nay con tới trễ quá vậy? Mấy đứa nhà cô á, nó đói bụng nó chờ con quá trời luôn à. Dạ, cô thông cảm cho con nha. Hôm nay con nhiều đơn hàng quá. Vậy hả? Dạ, đồ ăn của cô. Của cô bao nhiêu tiền vậy? Dạ, của cô là 125.000. Nhưng mà con giao trễ hẹn nên con lấy cô 115.000 thôi nha. Thôi, còn 10.000 nè, cô bo luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, có gì mai mốt cô mua hàng chỗ con nữa nha cô. Của con ngon quá trời, cô sẽ ủng hộ nha. Dạ, con cảm ơn cô, con chào cô ạ. Sao mà hôm nay hên quá vậy ta? Trời đất ơi, ông chăm dữ ha. Con tới hồi nào vậy? Dạ con mới tới. À, cái bài bữa trước mà con chỉ cho ông á, ông có thuộc không? Thuộc chứ. Vậy bây giờ con kiểm tra lại bài cũ cho ông nha. Rồi, kiểm tra lại ha. Dạ. Hai tay âm dương, chân trái tấn kỵ mã. Đúng rồi. Đảo lộn càng khôn. Ôi, ông phải thẳng lưng lên. Thẳng lưng. Thẳng lưng, ông la không có nổi. Khó quá. Thôi bữa khác tập tiếp nha. Còn thế gì mới dạ cho ông đi. Vậy thì bữa nay con sẽ tập cho ông dịch cân kinh. Dịch cân kinh. Ừ. Chà, cái môn này nổi tiếng trong Thiên Long Bát Bộ đó nha. Ừ. Ra tay một cái là giới giang hồ nể mặt đó. mà con học tới chưa con dạy ông? Thì con cũng phải biết sơ sơ thì con mới dám chỉ cho ông chứ. Vậy hả? Rồi, rồi vô ha. Bắt đầu đi. Ừ. Rồi. Hai chân rộng ngang vai. Rồi, đứng tấn xuống một chút nè. Tấn.
bấu hai cái ngón chân cái xuống đất, rồi ông để tay như vậy. Để tay. Cái khúc này quan trọng nha ông. Sao? Cái khúc này mình phải nhíu hậu môn mình nha. Hả? Nhíu hậu môn. À, rồi nhíu. Còn đếm tới ba thì ông phải mạnh tay ra đằng sau nha. Rồi. Thở ra nha. Con đếm nè. Một, hai, ba. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chà, con bộ quái dữ vậy con. Làm bao nhiêu cái lận? Làm mỗi lần 100 cái không? Alo, mày đang ở đâu vậy? Sao tao kiếm hoài không thấy? Mày đang đứng ở đâu? Ở đâu hả? Trời ơi. Trời ơi. Bà kia, bà đuôi hả? Bà không thấy đường hả? Cậu đổ hết đồ của tôi, cậu đi kiểu gì kỳ vậy? Này lỗi tại cô chứ đâu phải lỗi tại tôi đâu. Tự nhiên nhào vô làm gì? Cậu đụng tôi mà, cậu phải đền cho tôi chứ. Đền gì mà đền? Ê nè, đứng lại. Chuyện gì nữa đây? Không phải chuyện của cô. Nè, tôi chứng kiến tận mắt nha, tính bỏ đi hả? Tôi bỏ đi đó rồi sao? Cô làm gì được tôi? Ngon xuống đây. Con, có dịch cân kinh mà sợ gì? Xuống hàng đò dán đó con. Để con. Đổ hết đồ của tôi rồi. Sao mà tôi buôn bán nữa đây? Tưởng cô hay lắm. Sao không con? Trời ơi, thử đứng dậy làm gì tôi coi coi. Đứng lên con. Dịch cân kinh. Ôi, đây đây nè. Hai ngón cái bấm xuống đất. Nhiêu? Con biết rồi. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Quạt mát tôi hả? Đảo lộn cà khôn. Để tôi đổi chiêu. Từ từ. Sợ chưa hả? Sợ. Trả tiền ngay. Đừng đánh, đừng đánh. Trả liền. Cô ơi, cô cho tôi xin lỗi. Tôi gửi tiền đền cho cô nha. Giỏi lắm con. Này nè. Cô có sao không cô? Có đau đâu không? Tôi không có sao, tôi cảm ơn cô nha. Dạ. Cô tốt bụng quá. Ê, cái này là làm chứ không phải ngồi chơi bán đồ hàng đâu, nghe chưa? Con đang làm mà. Nhanh tay lên. Chị hai mày về mà thấy chưa xong đó làm sòm cho mà coi. Chỉ là kệ chị chứ. Suốt ngày bài làm món này món nọ mệt muốn chết. Chị bài chứ tự làm đi, đừng bắt không phụ. Mày nói hay quá ha. Nó ăn bài ra mấy món này á, rồi nó kiếm đâu tiền cho mày đi ăn học vậy? Con đâu có nhu cầu ăn học đâu. Tại má chị hai ép con bộ. Nói chị học chán muốn chết luôn. Đã vậy con gặp mấy thằng nhỏ đáng ghét nữa chứ. Má. Gì? Hay má cho con nghỉ học đi, con đi làm con kiếm tiền. Thứ nhất là má với chị hai sẽ đỡ phần nuôi con. Thứ hai là con sẽ sớm báo hiếu cho má. Hợp lý chưa? Không hợp lý. Dẹp cái vụ báo hiếu đi ha. Không mày mượn. Chị hai mày á, đã gì cái gia đình nhà này. Nó đã nghỉ học, nó đi làm rồi. Rồi bây giờ mày đòi nghỉ học hả? Mày ngon á, mày ra ngoài đời á, mày kiếm việc làm đi. Rồi mày đem tiền về đây. Rồi tao bắt chị hai mày á, nghỉ làm, đăng ký đi học lại. Mà lấy đâu? Ra đây nói chuyện coi. Ủa ai kiếm má kìa? Chú nợ hả? Nợ gì? Bạn đó. Thôi kệ nó đi. Nó la mình không lên tiếng hội bỏ đi à. Bà Ly, bà tưởng bà trốn vào trong nhà là bà yên sao? Bà mà không ra, tôi đếm từ 1 tới 3 là tôi phá cửa tôi tung vô đó nha. Bạn gì ngộ vậy? Bạn đòi phá cửa nhà mình kìa. Bạn con khỉ. Chú nợ đó. Chết rồi, chết rồi. Không ra là nó phá cửa đó. Giờ sao? Giờ sao? Con chạy ra ngoài đó. Con nói là không có má ở nhà. Rồi kêu tụi nó đi đi nha nha. Ủa thôi má đi đi. Trời ơi má nợ người ta mà tự nhiên kêu con đi. Mày điên vừa phải thôi. Tự nhiên bây giờ tao lót cái bản mặt tao ra, tao nói là tao không có ở nhà, cho nó xử tao hả? Ê, sao mày ngu, mày không khôn giống tao vậy? Má khôn quá. Má khôn sao má đánh bài thua gây nợ hoài vậy? Ê mày, cái chuyện cờ bạc là cái chuyện hên xui nha mày. Ở đó mà trả treo, đi ra lẹ đi. Trời đất ơi, giờ con ra con lãnh đạn rồi má ngồi đây hả? Tao trốn, lẹ, nhanh, đi đi, nhanh. Một, hai. Không ra nó phá nhà mình bây giờ, nhanh. Ghê nợ hoài luôn. Lẹ lên. Tôi nói là coi, bà có ra chưa? Mấy anh kiếm ai vậy? Bà Ly đâu? Ly nào? À má tôi hả? Má tôi không có nhà. Chắc trưa chiều má tôi về á. Có gì tôi chuyển lời lại cho. Thôi giờ hãy anh đi về trước đi ha. Có gì tầm chiều mai quay lại hen. Không có nhà hả? Chiều mai quay lại? Ủa? Tụi anh đâu có rảnh về em gái. Mở cửa cho anh. Má tôi không có nhà. Không mở. Mở không? Không.
Không mở thì tao tự mở. Ừ. Đừng đừng. Bắt tao lại. Bắt tôi. Bỏ ra coi. À, da đâu quá. Gì vậy? Lại. Anh nói em nghe nha. À, em cảm phiền theo tụi anh về nhà được không? Khi nào má em có tiền á, lên chuột em về là anh thả em ra. Ok ha. Định la đúng không? Ngoan thương. Thơm quá. Ê mày, bắt nó về cho tao. Ê, ê. Má, má ơi, lò ra đi má ơi, con bị bắt rồi má ơi. Má ơi, ê, má ơi, lò ra đi má ơi. Má ra nè. Nè, tôi lộ ra rồi nè. Ê. Làm gì mà bắt con gái tôi vậy? Không bắt con gái bà, rồi sao bà lòi ra? Hả? Sao bà không trốn đi? Sao bà không trốn nữa đi? Bà trốn tôi coi coi. Tôi không có trốn, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền trả. Nợ là tôi gây ra chứ không phải là con gái tôi. Nó không có dính líu gì hết á, đừng có bắt nó. Thôi 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 thôi. Bà hẹn ước không biết bao nhiêu lần, bà hết uy tín rồi. Bây giờ tóm gọn là vậy nè, không tiền thì giữ người. Trả tiền đây. Tôi lại ông mà, cho tôi một thời gian đi. Tại không có tiền, có tiền tôi trả liền. Tôi cũng lại bà luôn nè. Bây giờ tóm gọn lại là không tiền là giữ người. Đưa về cho tao. Thôi đi mà. Lên. Tôi lại với ông mà. Tôi lại với ông mà. Thôi dịp trời. Không có tiền bắt nó. Lên. Tôi thiếu tiền với ông mà. Không phải nó. Nhanh lên bắt nó. Mẹ lại coi. Bỏ ra. Bỏ ra. Công an tới kìa. Công an. Công an kìa. Công an kìa. Chạy mau đi. Chờ chờ gì nữa. Mày hù tao hả? Công an đâu? Công an đúng không? Điện thoại đây. Mày gọi công an đi. Nè. Gọi đi. Má mày nợ tiền tao là giấy trắng mực đen hẳn hoi đàng hoàng. Mày có gọi công an tới đây thì tao cũng nhờ công an lấy tiền của má mày trả cho tao thôi. Ok. Nợ từ từ trả. Mấy người làm gì dữ vậy? Bà cấm mồm. Bà mất hết uy tín rồi, không còn được lên tiếng ở đây. Được rồi. Tất cả nợ của má tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Má để đấy cho con đi má, con tự làm được. Lục tỏi, lục tỏi. À, con đã nói má để đó cho con mà. Má rảnh mà, con cho má phụ làm để kiếm tiền trả nợ đi con. Má rảnh thì má đi đánh bài đi. Má biết là lỗi của má gây ra, nhưng mà bây giờ con phải cho má phụ. Để má con mình cùng nhau kiếm tiền trả nợ. 500 triệu lận đó má. Là 500 triệu. Bây giờ con biết kiếm tiền đâu ra mà trả cho người ta hả má? Má biết. Má biết đó là một số nợ lớn mà má gây ra. Má đã hối hận nhiều rồi mà. Má xin con tha lỗi cho má đi. Thật sự ra má cũng không muốn mắc nợ số tiền lớn như vậy đâu. Chẳng qua là lúc mà thua bài đó, má muốn gỡ. Nhưng mà càng gỡ càng lún sâu. Lún đến đến 500 triệu má mới giật mình, má dừng lại. Chứ nếu mà má không dừng lại, má lún tiếp á, nhiều khi lên tới bạc tỷ. Má sợ lắm rồi. Má thề với con luôn á, má không có dám đánh bài nữa. Má thề có trời Phật chứng giám. Trời nếu... ơi, má thề giang hồ còn không tin nữa, trời Phật nào chứng cho má. Mày im nha. Mày tính đổ dầu vô lửa hả? Nói thiệt chứ đổ dầu vô lửa gì trời. Con Uyên nó đúng đó má. Má coi đi, bây giờ còn ai tin má nữa không? Cho nên con mới phải đứng ra để chịu trách nhiệm số nợ của má đó. Nợ cũ thì chưa trả xong, bây giờ lại thêm khoản nợ mới nữa. Rồi tới đây người ta tới nhà đòi nợ á, thì con biết phải làm sao hả má? Hay là má muốn cái tụi giang hồ đó tới á, dắt con với con Quyên đi thì má mới vừa lòng? Không có đâu, không phải vậy đâu con. Má thật sự má không muốn vậy đâu. Bởi vậy má nói với con là con tin má đi. Lần này là lần cuối cùng má không dám đụng tới bài bạc nữa. Tin má nha con. Con thêm vô. Hai. Hai tin má một lần đi hai. Em có tin má không? Không. Vậy sao em kêu chị tin má được? Tại má thúc em. Trời. Hả? Mà em tính hết rồi. Em nghỉ học luôn. Em đi làm em phụ hai kiếm tiền trả nợ cho má ha. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cấm em không được nhắc tới hai từ nghỉ học, biết chưa? Em có muốn đi học đâu. Em cũng thích đi làm kiếm tiền mà. Ủa, bộ hay tưởng là
Có mình hai biết đi làm kiếm tiền trả nợ cho má thôi hả? Thôi đi bà, làm ơn làm phước đi học đi. Còn có chuyện mà kiếm tiền trả nợ á, để má với chị hai lo. Chị hai lo là được rồi, tại vì chị hai có đi làm. Còn má lo làm sao? Không lẽ má đi đánh bài để kiếm tiền trả nợ thua bài của má hả? Mày im nghe, mày là con của tao nha, mày đừng nói chuyện giọng mẹ với tao đó. Nói gì đâu. Cho má xin lỗi con nghe. Tha lỗi cho má nghe. Má lột tỏi cho con đi. Để lẹ đi, con làm nữa, để trễ giờ á. Để má lột, má lột. Phụ. Phụ, hết hổn. Lột tỏi. Chết rồi. Cậu kia, biết chạy xe không vậy hả? Đậu xe gì kỳ cục vậy? Tôi nhớ cậu lắm đó. 4 năm rồi, mày về ra tướng giám đốc rồi ha. Vậy mà vẫn cà khịa như xưa. Đâu đó. Còn cậu, 4 năm rồi vẫn không thay đổi gì hết. Tính tình lười nhác, không chỉnh chu, hay đi trễ, không siêng năng một chút nào hết. Thôi biết lỗi rồi giám đốc. Lên xe đi, tôi chạy về. Để tôi kéo. Thôi. Sinh hoạt phí nè, tiền cho con Uyên đi học nữa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, bao nhiêu là thứ tiền như vậy? Sao mà trong vòng 3 tháng trả được cho người ta 500 triệu đây? Được rồi, cố lên, ráng mà bán được nhiều hàng thôi. Cố lên, ráng lên, không có được bi quan nữa. Ngon quá cô ơi. Cô cảm ơn con. Bữa nay cô toàn nấu những món thằng Hiện nó thích không đó. Tội nghiệp, đi du học mấy năm trời, không có ai chăm lo việc ăn uống cho nó hết trơn á. Mỗi lần mà cô gọi điện thoại nói chuyện với nó, nhìn màn hình, cô xót lòng dữ lắm. Trời. Dạ. Vinh Hiển nó đi du học chứ đâu phải đi lao động khổ sai, lưu đài biệt xứ đâu mà chị xót lòng. Dì ba, tôi không thể nào nghĩ được trong cái ngày vui như thế này mà dì có thể nói những câu vô duyên như vậy luôn đó. Ê, tôi nghĩ sao tôi nói vậy? Tôi đâu có biết ngọt ngào lấy lòng người khác. Tôi có nói gì sai, xin lỗi nghe. Dì mà xin lỗi tôi á, thì xin lỗi cả đời cũng không hết. Bởi vì dì luôn sai quá sai. Nè, hôm nay thằng Hiển về, dì có chuẩn bị gì cho nó không? Tại sao dì ngồi ăn không vậy? Ủa, cái chùm nho ở đây đâu rồi? Tôi mua cho thằng Vinh Hiển đó. Dì ăn hết rồi hả? Thì để đây tôi ăn, không nói làm sao tôi biết. Chị muốn để dành cho nó thì chị cất, hoặc là chị ghi tên vô, cái này của thằng Hiển. Tôi mới biết mà tôi để dành chứ. Sao dì ăn nói ngang ngược quá vậy hả? Rồi cái cuốn nho đâu? Cái hộp nho đâu? Dì nuốt luôn rồi đúng không? Ê, chị vô duyên vừa vừa thôi nha. Tôi ăn xong thì tôi phải dục bỏ chứ. Cái cuốn dục chứ để đây làm gì? Nè, dì ăn uống phải lịch sự chứ. Dì ăn xong dì dục rác ra ngoài đó, rồi bắt con Lê đi dọn hay sao? Ủa, nhà mướn giúp việc làm gì? Thì bài công chuyện ra cho nó làm. Trời đất ơi. Làm gì mà sợ nó làm? Dạ thôi, hai cô. Chuyện ở đây tụi con làm cũng sắp xong rồi. Hai cô lên phòng khách nghỉ ngơi đi. Ở đây có con với chị Lê làm là được rồi. Con cũng nghỉ đi.
trang điểm lại, thằng Hiền nó sắp về rồi đó. Dạ. Ê, bà mới kêu con làm gì vậy? Cô kêu con là đi sửa soạn lại. Vậy hả? Vậy mà tao tưởng bà chửi mày không á. Nói nghe nè, làm dâu nhà này không phải dễ đâu nha. Nhất là làm con dâu của chị hai tôi đó. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dạ, cổ thương con nên là cổ mới nói vậy thôi. Với lại con thấy mẹ chồng thương con dâu, la rầy xíu cũng đâu có sao. Vậy thì ráng chống mắt chờ coi nha. Rồi bà thương mày lắm. Chị Linh, chị Linh, tôi nói cho chị nghe, cô hai với cô ba gặp nhau là khắc khẩu, gặp nhau là chiến tranh vậy đó. Ông chủ nhà này á, nhiều khi cũng mệt mỏi với hai cổ dữ lắm luôn á. Nè, chị đang nói xấu đúng không? Tôi mét lại đó nha. Thôi mà, đừng có mét mà nha, đừng có mét mà. Rồi thôi. Lát nữa tôi để dành cho chị một suất đặc biệt ha. Chị đó, đi vô làm việc tiếp đi. Nhớ đó, không mét à nhờ. Không mét nha. Cái gì? Cái gì vậy bà? Xém xíu là chọc vô mắt luôn à. Bà kêu tôi đóng giả người khác để người ta coi mắt tôi á hả? Ừ. Bà khùng quá bà ơi. Tôi đang giúp bà thì có chứ khùng gì. Giúp gì mà giúp, hại người ta thì có. Hại gì? Tôi với bà chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ, giúp bà không hết mà hại bà cái gì. Chuyện lạng vậy nè, cái cô đó gia đình của giàu có, nhưng mà bị ép đi coi mắt. Cổ không muốn vậy cho nên cổ mới kiếm người đi thay cho cổ. Rồi làm sao đó đó, cho anh chàng kia tự dê luôn. Ê, tôi nghe xong là tôi nghĩ ngay tới bà luôn đó bà. Sao phải dê? Tôi biết rồi, chắc là cái đối tượng kia quá xấu đúng không? Không phải, giàu có, đẹp trai nha. Tên Đông 28 tuổi, bác sĩ, nói chung là thuộc hàng cực phẩm. Sao, chịu không? Tốt như vậy thì tại sao cô gái kia lại từ chối? Ai biết bả, đó là chuyện của người ta. Mà nhiều khi cái cô đó cổ có người yêu rồi, cho nên cổ không muốn đi coi mắt. Có lý. Sao, có đi không? Không đi đâu bà, đi giao hàng đi, mất thời gian quá. Thù lao tới 2 triệu lận đó. Bà mới nói gì? 2 triệu. 2 triệu hả? Ừ, 2 triệu. Rồi tôi có phải chia hoa hồng cho bà không? Khùng quá. Tôi giúp bà không hết, tôi lấy hoa hồng của bà làm chi? Giờ sao? Làm không? Làm chứ, ngu gì mà không nhận bà. Nhẩm làm được không? Người ta từ chối á thì mới có tiền, còn người ta đồng ý là bà có chuyện á. Chuyện gì? Thì bà phải cưới người ta chứ làm sao. Bà này bà điên khùng. Bà coi thường tôi quá bà ơi. Bà không nhớ là ngày xưa đi học á, tôi á cũng là một cây văn nghệ trong trường hả? Còn bây giờ á, tôi là phụ trách tổ văn nghệ quần chúng của phường á. Từ trường mà tôi lên tới phường luôn á bà. Gia gì mà tôi không diễn được. Bởi vậy tôi mới kêu bà. Vậy chốt đơn nghe. Chắc chắn. Ok, chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà. Đúng 7 giờ tối nay không được đi trễ. Sẽ có số bàn. Chốt kèo. Chốt. Ngồi yên nha, không có đụng tôi để tôi vẽ. Ủa, sớm vậy vẽ chi vậy? Vẽ để người ta kêu có sẵn rồi đi, chứ để mấy nhỏ khác giành mối làm sao. Vậy bà đi có mắt đi, có 2 triệu cũng đỡ hơn. Đã chốt bà rồi, bà cần tiền hơn tôi. Bà lo bà đi bà. Cảm ơn bạn tôi. Trời ơi, đụng hoài không có vẽ được nè. Đi ra đi. Ôi mấy con. Ông ngoại ơi. Có chắc là hôm nay anh Hiển về không ông ngoại? Chắc mà con. Cô. Hả? Chí Kiên với anh Hiển có gặp nhau chưa cô? Cô đâu có biết đâu. Cô cũng giống như con mà. Mà sao giờ này hai người đó chưa về tới nữa? Linh. Sao em sốt ruột dữ vậy? Sao giờ này hai người đó còn chưa về nữa? Để em gọi Chí Kiên coi ảnh về tới đâu rồi. Không cần gọi Chí Kiên đâu, giờ quả đang lái xe thì làm sao bắt máy của em được. Với lại lỡ kẹt xe thì sao?
Thôi, vô bàn ngồi chờ nha. Đi. Em ngồi xuống đây chờ đi. Đường xá bây giờ đông đúc lắm, chỗ nào cũng bị kẹt xe hết. Dạ. Ông ơi, cả nhà ơi. Ông chủ ơi, con thưa với ông chủ, thưa cô hai, cô ba, với mọi người là cậu chủ về rồi. Vậy hả? Dạ. Thằng Hiển về rồi ba. Hiển. Mẹ. Con. Mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mẹ lắm. Anh Hiển. Em nhớ anh quá à. Mỹ Linh hả? Em nè. Ồ, nhìn em đẹp quá vậy. Xém tí nữa anh nhận không ra luôn á. Anh cứ tưởng là cô nào ôm anh không à. Anh Hiển. Ủa, Phát. Là em trai, không những đẹp hơn tôi mà còn cao hơn tôi nữa trời. Cảm ơn anh nha. Chào mừng anh trở về. Chuyện đó tất nhiên mà con, dì cũng cao hơn mẹ con mà. Dì quá. Mừng con về nhà. Ngoại. Con nhớ ngoại quá à. Cháu cưng của ngoại, cục vàng của tôi đây rồi. Ngoan à, ngoan ngoại. Mọi người ở đây chắc cũng đói rồi. Hay là mình vào trong dùng bữa đi, rồi có gì mình từ từ nói chuyện sao. Ừ. Ôi, vì đột khôn mỗi ngày đẹp dữ ha. Gặp nhau hà rầm có xa cách gì đâu. Làm như biệt tâm biệt tích không bằng. Ông ngoại đã chờ đợi cái bữa cơm gia đình như thế này lâu lắm rồi. Thôi, tất cả vô nhà đi. Vô ăn cơm ngoại. Linh. Lát nữa đi chơi với anh nha. Em vô nhà đây. Bữa nay con phải ăn thiệt nhiều đi nha. Mẹ nấu toàn những món con thích đó. Dạ, đúng rồi. Ba ngồi đi ba. Con biết không, bữa ăn hôm nay mẹ con chuẩn bị nhiều ngày lắm rồi đó. Con phải ăn thiệt nhiều để không phụ lòng mẹ con, nghe chưa? Anh Hiển, anh phải ăn món em nấu nữa đó. Anh có nhớ hồi nhỏ mỗi lần em nấu cái món đó, anh dành ăn với em hoài luôn, anh nhớ không? Nè, nhớ ăn đồ ăn của dì mua nữa nghe không? Dạ. Nhìn tụi con vậy á, mẹ nhớ lúc tụi con còn nhỏ, lúc mà con Mỹ Linh nó mới dọn về nhà mình. Nhà mình lúc nào cũng vui hết trơn á. Nhất là thằng Phát này nè, đúng không con? Dạ dì. Nhớ ăn món mẹ nấu nha. Dạ. Món của dì nữa. Nhớ ăn món em làm nữa nha. Được rồi, được rồi. Con cảm ơn tình cảm mọi người dành cho con. Con có một bí mật muốn tiết lộ với mọi người đây. Còn chuyện bí mật gì nữa? Chuyện gì vậy con? Gì vậy anh? Tại vì con đi du học ở nước ngoài cũng lâu rồi đó. Nên con ăn đồ ăn nước ngoài nhiều. Cái về đây nghe cái mùi đồ ăn Việt Nam. Chết. Vậy rồi con thấy sao? Sao anh? Thèm lắm mọi người ơi. Trời ơi, ơi cái anh này. Con là mẹ hết hồn á. Lê, dọn cơm lên đi. Lê ơi, đói bụng quá à. Con sẽ ăn hết tất cả những món ăn của mọi người luôn. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, bộ tóc được quá ta. Mình mà đội bộ tóc này là không ai nhận ra mình luôn á. Trời ơi, giống dân chơi chứ bộ. Hợp lý. Có bộ tóc rồi nha. Mà cái gì đây ta? Này hả? Thôi, xanh với đỏ không hợp. Quả với thủy đâu có hợp nhau. Thôi, không hợp. Được không ta? Hình như không hợp. Tại sao đồ mình không có nào hợp với bộ tóc này vậy ta? Mặc cái gì bây giờ đây? Đồ con quyên chua quá. Trời ơi, má lựa cốc chua vậy? Thì cốc chua mới ngâm đường chứ cốc ngọt ngâm đường làm gì. Ha. Bạn ít thôi bà. Bạn nhiều quá sao bán. Tôi còn mưu sinh kiếm sống nữa. Gọt trái nào hết trái đó à. Con phải ăn để con ước lượng được cái độ chua của cốc. Rồi con nói má cân đo đong đếm cái lượng đường phù hợp cho khách hàng. Cảm ơn, không cần. Mấy cái vụ này tôi rành quá mà. Đâu phải tôi mới bán cốc lần đầu đâu. Xàm. Alo. Alo Kiên hả? Ừ. Chiều nay mấy giờ tan ca vậy? Chắc khoảng 5 giờ hay 5 giờ rưỡi gì đó. Vậy thì tôi đi vòng vòng chơi.
Chừng nào cậu tan ca nhớ gọi tôi nghe chưa? Biết rồi. Chiều gặp nha. Chỉ là đi du học nước ngoài thôi mà, chứ có gì đâu mà làm quá lên vậy. Chưa chắc cái đứa đi du học giỏi hơn cái đứa ở nhà. Kì mẹ, mẹ đâu cần phải nóng giận làm gì để ảnh hưởng tới nhan sắc. Hả? Mẹ của con cứ vui vẻ thoải mái và tận hưởng tất cả mọi thứ đi. Mẹ phải tin tưởng vào năng lực của con trai mẹ chứ. Làm sao mà mẹ không nóng giận, không để ý cho được hả con? Thái độ của ông ngoại con đã quá rõ ràng như vậy rồi. Mẹ e rằng thằng Hiển sẽ được ông ngoại con chọn vào vị trí trong Hưng Thịnh đó. Cái đó thì chưa chắc đâu mẹ. Phải coi vào năng lực nữa. Trong lúc anh Hiển đang ung dung ở nước ngoài thì con phải vất vả giúp đỡ ông ngoại bao nhiêu việc. Khả năng của con như thế nào, con đã đóng góp cho Hưng Thịnh ra làm sao, ông ngoại là người thấy rõ nhất đó mẹ. Mình đâu cần phải lo. Con đó, con chưa có hiểu hết lòng người đâu. Thằng Vinh Hiển nó luôn được ông ngoại con coi trọng, lúc nào ổng cũng khen nó là thông minh nhanh nhạy. Chính vì vậy mà ông ngoại con mới ép nó đi du học nước ngoài đó. Mục đích là để sau này nó thừa kế vị trí của ông ngoại con. Nó chỉ giả vờ, làm ra vẻ không quan tâm tới Hưng Thịnh. Giả vờ là sao mẹ? Nó cố tình làm như vậy để con không đề phòng, con không phấn đấu, nhất là trong thời gian nó xa nhà. Con sẽ không nhân cơ hội đó mà thâu tóm mọi thứ. Vậy nè, giống như một con hổ hiếm khi rượt đuổi con mồi từ xa. Nó di chuyển một cách cẩn trọng, nó nhẹ nhàng, không gây tiếng động, không để cho con mồi phát hiện. Rồi khi áp sát, nó sẽ lao vút tới, vồ lấy con mồi. Ngay cả lúc đối diện với con mồi, nó cũng chỉ lườm lườm thủ thế, rồi nó vồ lấy con mồi. Nó còn đánh lạc hướng bằng cách khi nó đập cái đuôi về bên phải, nó sẽ phóng về bên trái. Rồi khi nó đập đuôi bên trái, nó sẽ phóng về bên phải. Wow. Vậy đó con. Wow. Trời đất ơi mẹ ơi, chỉ là chiêu dương đông kích tây thôi mà mẹ diễn giải thành hả câu chuyện thế giới loài vật trong chương trình Discovery. Mẹ làm con bất ngờ quá. Con á, con đừng có quá chủ quan, đừng có vội đắc ý. Không khéo có một ngày con sẽ bị thằng Hiển nó vồ cho một phát, không có đường thoát thân đó con. Mẹ nói cũng có lý, nhưng con không cần phải đề phòng đâu. Sao vậy? Vì con trai của mẹ là chúa Sơn Lâm sẽ giật chết con cọp mà mẹ nói. Ông ngoại. Ủa? Dạ. Con tính đi đâu mà ăn mặc lịch sự sang trọng dữ vậy? Con lúc nào cũng vậy mà. Tại con định đi vòng vòng một chút thôi đó ngoại. Xa nhà lâu rồi con nhớ thành phố dữ lắm. Phải nhớ thôi. Nè, con có cần không? Để ông ngoại nói chú Tư tài xế đưa con đi. Thôi khỏi ngoại, con cố tình chạy xe máy đó, tại vì con muốn chiêm ngưỡng thành phố một lần cho thoải mái đó ngoại. Thôi được rồi, con đi cẩn thận nha. Chứ thành phố mình bây giờ xe cộ đông đúc lắm, chứ không phải như 4 năm trước đâu nha. Tuân lệnh. Chú thiệt. Gì vậy má? Đừng nói má thấy con ăn cốc chua má thèm nha. Má má chị giùm con. Ê, 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 gì? Trả đồ đây tự nhiên mặc đồ của em vậy? Mượn xíu đi, lát giờ chị trả cho. Chị hứa không có làm trầy xước gì đâu ha. Sao tự nhiên mượn đồ em mặc vậy? Bữa chị chơi bộ này thậm tệ luôn mà. Chơi nhưng mà cho mượn chút. Không. Dạ. Sao con ăn mặc cái kiểu gì kỳ vậy? Đừng có nói với má là ăn mặc vậy rồi ra ngoài đường làm bậy bạ nha con. Trời ơi má ơi, con mới làm gì bậy bạ đâu. Không làm gì bậy bạ, tại sao ăn mặc cái kiểu gì kỳ cục vậy? Thôi lát về con giải thích sao với má nha. Vậy, giải thích đi. Cái gì? Mượn chút. Trời. Nè. Hai. Nghe má nói nè. Phương, đừng có ra ngoài đường làm bậy bạ nha con. Có chuyện gì thì từ từ mình kiếm tiền mình trả nợ nghe chưa.
Má, má khóc thiệt hay là má diễn vậy má? Mày điên hả? Là má mày khóc thiệt đó. Mày nhìn chị hai mày kìa. Vì cái nhà này, vì muốn kiếm tiền trả nợ cho má, mà bây giờ cũng có thể nó đi ra ngoài đường nó làm bậy bạ đó. Hỏi mày á, không đau xót sao cho được chứ? Mà cái chuyện á, chứa gì hết trơn, tự nhiên ngồi khóc ngon ơ vậy? Chuyện như vậy mà mày nói không có gì hả? Mày đợi chừng nào có gì thì mới có gì hả? Là chị của mày đó. Mày làm nhai bận bộ đồ đó ra đường cũng làm chuyện bậy bạ vậy. Mày mặc đồ đó thì mày bình thường chứ không có gì hết á. Nhưng mà chị mày mặc đồ đó là bất bình thường. Mày làm em mày phải hiểu chị mày một chút chứ. Ôi da, ôi da. Gì vậy? Đức tài chứ làm gì? Trời ơi, má chảy máu rồi. Chán thiệt. Bà Phương kia, hại má tôi đức tài, về biết tay tôi. Mày nói chuyện với ai vậy hả? Mày nói chuyện với chị mày vậy đó hả? Bà nào là chị của mày đó, hiểu chưa? Ui ui đau nữa nè. Ui đau. Đó, tại Binh đó. Tại Binh bà Phương đó. Không phải là tại mày đó. Tự nhiên tại con. Mày đừng có nói nữa. Tao đứt hết hai ngón rồi. Mày nói nữa tao đứt hết 10 đầu ngón tay đó. Tại mày mà tao đau. Làm ơn mày ngậm cái mỏ mày lại cho tao nhờ. Dù sao cũng là chị mày. À, chào em. Dạ chào anh. À, cho anh hỏi bàn số 15 ở đâu vậy em? Dạ bàn số 15 ở đây. Ở đây luôn hả? Dạ. Dạ bàn này có người đặt rồi anh. Ờ, anh là người đặt nè. Nhưng mà giờ anh muốn tạo bất ngờ cho bạn anh nên anh sẽ qua bàn kế bên ngồi. Nhưng nếu có ai tới ngồi bàn này em cứ để cho họ ngồi. Dạ, em hiểu rồi. Em mời anh. Ừ. Dạ, anh uống gì? Cà phê sữa đi em. Dạ. Anh ơi, anh uống gì vậy? Ờ, cho anh ly cà phê đá đi. Dạ, anh đợi em chút xíu. Ừ, cảm ơn. Dạ, mời anh. Dạ có gì không chị? Bàn số 15 ở đâu vậy anh? Dạ bàn 15 đây nè chị. Dạ, cảm ơn anh. Dạ chị. Anh. Em xin lỗi em đến trễ một chút. Chào anh. Bắt tay cái nha. Cô là nhân viên ở đây hả? Trời ơi, em xinh đẹp như vậy mà anh kêu là nhân viên ở đây hả? Chọc em hoài à. Thôi đừng có giận em mà. Em xin lỗi rồi mà. Tôi không hề đâu giận người dân. Tôi với cô chỉ là... Em biết là tụi chúng ta chưa quen biết nhau. Nhưng mà anh ơi, sắp tới mình cũng sắp trở thành vợ chồng với nhau rồi. Nhưng mà... Cho nên anh đừng có lạnh lùng với em nữa nha. Ờ, để em giới thiệu cho anh về bản thân em nha. Em thì tính tình thoải mái, vui vẻ lắm. Cái chỗ nào vui là em có mặt à. Em thích đi tụ tập bạn bè nè. Em thích đi shopping. Em thích đi bar, đi quẩy lắm. Còn về người chồng của em á, thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Mà nhất là người chồng đẹp trai nha anh nè. Anh là bác sĩ, anh chắc kiếm được nhiều tiền lắm ha. Ráng lên nha anh. Em cũng không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Em chỉ cần á là anh kiếm thật là nhiều tiền cho em thôi. Chứ còn không á, em sẽ say goodbye với anh đó. Anh nhớ chưa? À, ủa mà anh có bạn gái chưa vậy? Ờ à, có hay không cũng không quan trọng. Anh mà có bạn gái á, em cũng sẵn sàng đá bay nó ra để mà em được làm vợ của anh. Ba con đã vì người đàn bà này mà bỏ rơi mẹ con mình. Bà ta đã cố tình mê hoặc quyến rũ ba con. Con nhìn kỹ mặt bà ta đi. Kẻ đã phá hoại gia đình mình, kẻ đã cướp chồng của mẹ, kẻ đã cướp ba của con đó. Trả ba lại cho tôi. Trả ba lại cho tôi. Tôi hận bà. Tôi căm thù bà. Bà đưa ba lại cho tôi. Cô nói hết chưa? Tránh xa tôi ra. Trời, đừng có chọc điên tôi nhận. Nha anh Đông. Anh thôi mà, đừng giận em nữa nha. Ôi, giận chứ giận hoài chứ mệt người. Đang đẹp trai xin lỗi mà, mình tới chạy ngay hiển. Gì
anh tên Hiển hả? Ừ. Ủa còn anh là? Tôi tên Kiên, Chí Kiên. Ủa sao mà tên Đông hả? Đông là ai? Ấy, trời ơi tôi chết rồi. Thôi tao xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi, tôi nhầm, tôi xin lỗi nha, xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi. Bộ quen cô ta hả? Ừ? Tôi không quen những cô gái lẳng lơ thích giật chồng người khác như cô gái đó. Trời ơi Phương ơi là Phương, sao mà hậu đậu dữ vậy? 2 triệu là 2 triệu đó, tự nhiên mất 2 triệu à. Thế nào con Thanh mà biết á, cũng bị chửi cho sắp mặt luôn á. Tự nhiên làm cái chuyện thiệt. Trời ơi 2 triệu của tôi, 2 triệu sao mà ngu dữ vậy? 2 triệu. Ê, nè, ra đây má biểu coi. Má, nói cho má con nghe. Mệt lắm, con đi ngủ một tí. Mệt cái gì mà mệt? Nghe má hỏi nè, ăn mặc vậy nè, đi ra ngoài đường á, làm gì? Nói má nghe coi. Thì con đi kiếm tiền chứ con đi đâu nữa má. Thấy chưa? Tôi nhìn là tôi biết liền à. Má biết gì? Tôi biết ăn mặc như vậy là có vấn đề mà. Vấn đề gì má? Là tại má. Má gây ra nợ nần, để bây giờ con phải chịu gì nè. Hay giờ để cho tụi giang hồ á nó bắt má đi, rồi nó kêu má làm gì má cũng chấp nhận, còn hơn phải để con đi ra ngoài đường phải bán thân như vậy. Con bán thân hồi nào? Chứ con ăn mặc như vậy con má đi ra ngoài đường con bậy bạ rồi con về con nói tức cái gì đó. Trời ơi má ơi, má phải tin con chứ. Con không có làm gì bậy bạ hết. Má tin con đi. Nhưng mà nợ nần của má thì trước sau gì con cũng làm chuyện bậy bạ à. Má, má. Thôi bây giờ vậy nè, má con mình bỏ trốn đi nha. Ủa thôi, con không đi đâu hết đó, con sợ cảnh chạy trốn lắm rồi. Thôi được rồi, gia đình mình không có đi đâu hết nha, không có bỏ trốn gì hết, đừng có sợ nha. Mẹ ơi, mẹ. 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 Mẹ ơi. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ đừng cứ bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi. Có ai cứu mẹ tôi không? Mẹ. Mẹ, mẹ. Tại sao mình lại nhớ những chuyện kinh khủng đó trong mơ? Bao nhiêu năm qua mình cứ tưởng là mình đã quên chuyện đó rồi chứ. À, ủa mà anh có bạn gái chưa vậy? Ờ à, có hay không cũng không quan trọng. Anh mà có bạn gái á, em cũng sẵn sàng đá bay nó ra để mà em được làm vợ của anh. Là cô ta. Chính là cô ta. Là cô ta đã nhắc mình nhớ tới người đàn bà đó, làm cho ký ức mình bị xáo trộn lên. Là cô ta. Chính là cô ta. Tất cả là do cô ta. Cuối cùng mình cũng không quên được chuyện này. Tại sao mình lại xui xẻo tới mức độ gặp một người, một người đáng sợ như cô ta chứ? Còn yêu đẹp như bức tranh mời điểm màu, phải nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội, nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Vì yêu mà đến giờ
sao không trân trọng một nửa chân thành? Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát? Kiếm như nhau một chút, chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc, hay trong vắng cô đơn ở lại? Liệu thắng có được hạnh phúc, hay trong vắng cô đơn ở lại?